không có bất kỳ một cái nơi nào ở Việt Nam dạy chúng ta làm chủ doanh nghiệp ha, chỉ có dạy để đi làm thôi. Cách tốt nhất để thành công nhanh là đứng trên vai một người khổng lồ. Phần lớn nhân viên đều nói xấu chủ, phần lớn chủ doanh nghiệp chưa hài lòng về nhân viên, và tôi là một người có thể chấm dứt được việc đó. Và mình cảm giác là từ khi mà mình trở thành nhà huấn luyện doanh nghiệp, con mình nó cũng có cái sự phát triển, một cái dây liên kết các thành viên trong gia đình với nhau. Cái nơi mà mình cảm thấy rằng là mình có một cái trách nhiệm, vừa là một cái trách nhiệm đối với mình bây giờ thì nó giống như là một cái sứ mệnh. Chủ động hơn, mình chịu trách nhiệm về bản thân của mình hơn như thế nào, mình tin tưởng vào những cái người xung quanh của mình ra làm sao để các mối quan hệ xung quanh của mình tốt hơn. Người coach cũng là marketing, người coach đi bán hàng, người coach cũng là một sản phẩm, và người coach cũng là một leader, một lãnh đạo và đứng phía sau rất nhiều doanh nghiệp. Có những người coach trên thế giới họ làm việc tới tận 70-75 tuổi mà đến bây giờ họ vẫn đang đi coaching trong doanh nghiệp. Phương Nga xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đang đến với chương trình Talk Show Nhà huấn luyện doanh nghiệp và đồng hành trong suốt kỳ 1 với chủ đề là sự khác biệt giữa chủ doanh nghiệp và nhà huấn luyện doanh nghiệp. Đó chính là hai vị khách mời thân quen của chúng ta là Alio và anh Thomas, là hai nhà huấn luyện doanh nghiệp đến từ Action Scott CBD From. Và trong số phát sóng vừa rồi, chúng ta cũng đã được truyền thêm rất là nhiều những động lực từ những cái chia sẻ về những giải thưởng cũng như là những bí quyết của hai anh về nhà huấn luyện doanh nghiệp là như thế nào. Và trong tất cả những công việc trong xã hội thì mục tiêu hướng đến cuối cùng vẫn là sự đóng góp cho xã hội. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề là công việc sau khi mà chúng ta về hưu đóng góp cho xã hội giữa nhà huấn luyện doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp sẽ là như thế nào. Và Phương Anh có một câu hỏi dành cho hai anh, đó chính là khi mà hai anh còn là chủ doanh nghiệp á, thì mà hai anh có định hướng là sau khi về hưu mình sẽ làm gì không ạ? Thực ra thì nói thật là lúc đó còn quá trẻ để có thể nghĩ được cái việc là sau khi về hưu thì mình sẽ làm gì. Nhưng mà thực sự là mình cũng nghĩ rằng là có thể khoảng 50 tuổi hoặc là có thể nhiều hơn một chút xíu thì mình đã có thể nghỉ hưu được rồi. Tại vì thời điểm đó thì làm ở doanh nghiệp thì mình luôn luôn nghĩ rằng thôi tôi chỉ làm ở cái công ty của mình khoảng độ 20 năm thôi. Hoặc là sau đó sau một khoảng thời gian thì mở một cái doanh nghiệp khác, nhưng cũng chỉ đến khoảng 50 tuổi thôi là có thể dừng lại, hoặc là nhiều hơn một chút xíu. Và ở thời điểm đó thì khúc xong mình nghĩ rằng là sau khi mà mình rời khỏi doanh nghiệp không làm nữa thì chỉ ở dừng ở mức là đầu tư vào các công ty thôi, và thời gian còn lại có thể là cũng đi chia sẻ hoặc một cái gì đó. Ở thời điểm đó thì mình nghĩ là như vậy. Nhưng thực sự là nói thật là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ về hưu thực sự là gì như thế nào. Còn với lại anh Thomas thì thế nào? Hôm nay nghe Phương Anh hỏi thì mình bắt đầu mình quay lại cũng khá lâu. Từ lúc bắt đầu đi làm cũng là một người nhân viên, xong sau đó bắt đầu khởi nghiệp làm doanh nghiệp thì cũng chỉ mong muốn là đến khi mà 60 hoặc 65 tuổi mình sẽ có được một cái khoản thu nhập, có thể là như lúc đầu chúng ta đề cập á, là thu nhập thụ động nó đến từ doanh nghiệp của mình. Và lúc đó đó thì mình cũng sẽ làm những cái mà mình luôn luôn yêu thích, đó là đi chia sẻ, đi đào tạo, huấn luyện hoặc là có thể là tư vấn. Ngay giai đoạn đó chưa bao giờ nghĩ tới cái việc là tham gia vào cái hệ thống toàn cầu, trở thành nhà huấn luyện doanh nghiệp của Action Coach. Chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Thực ra là khi mà mình bắt đầu xây dựng doanh nghiệp đến một cái mức độ nào đó đó, có một cái doanh nghiệp mình điều hành nó rất lâu, sau đó là sắp nhập vào cổ phần đó thì được 7 năm. Tới lúc mà tới năm thứ 7, nghĩa là đâu đó vào khoảng năm 2012 thì mình mới bảo, ồ thế thì mình sẽ làm cái gì tiếp theo? Nếu nó lớn hơn nữa thì cái tầm của mình có đủ hay không? Mình sẽ mở rộng cái ngành nghề gì nếu cái ngành nghề này nó không còn phát triển được nữa? Cũng giống như cái việc có rất nhiều cái ngành nghề nó sẽ thoái trào vậy đó. Mọi người có thể là không để ý, nhưng mà ví dụ như là điện thoại có dây này là thoái trào nè. Truyền hình cáp như bọn đó, ngày đó bọn mình làm á, là thoái trào nè. Thế thì mình sẽ làm cái gì tiếp theo? Thì câu chuyện của mình là mình luôn luôn đau đáu về việc đó. Sau khi mà mình rời bỏ doanh nghiệp thì chỉ có một cái nó ở lại với mình. Mình nói rất là đúng với những gì mà nó trải qua diễn ra cách đây với mình là 17-18 năm trước. Đó là vẫn phải đi chia sẻ kiến thức, vẫn phải sống với cái giá trị cốt lõi của mình, đó là đào tạo và huấn luyện. Và chính vì vậy cho nên là khi mà có cái cơ hội thì đây là cái mà mình nắm bắt được. Có thể đây sẽ là một trong những cái mà mình gọi là để nó về hưu chẳng hạn. Và nó sẽ như cái số trước thì mình có chia sẻ đúng không?
70-80 tuổi vẫn vừa làm công việc yêu thích, vừa vẫn có thu nhập về nó, vừa vẫn có những khoản thu nhập thụ động. Thì đấy là cái mà hôm nay Phương Anh hỏi thì mình mới nói lại. Thực ra nó là cứ xuyên suốt cái quá trình của mình. Vậy thì từ khi mà chuyển sang vị trí là của một nhà huấn luyện doanh nghiệp á, thì cái công việc sau khi về hưu đóng góp cho xã hội á, thì có thay đổi gì đối với hai anh hay không? Mình thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ không có sự thay đổi quá lớn. Mặc dù cho đến bây giờ mình chưa có ý định là xét một cái độ tuổi nào đó để về hưu. Tại vì cái nghề huấn luyện doanh nghiệp thì như mình chia sẻ trước đây này, nó là một nghề mà chúng ta có thể làm cho đến khi nào chúng ta còn không kịp bắt kịp thời đại nữa thì thôi. Đến khi nào mà chúng ta không thể nói được nữa, đến khi nào chúng ta không thể đi lại được nữa thì thôi. Vì càng ngày thì cái kiến thức, cái kỹ năng, cái kinh nghiệm nó sẽ càng được bù đắp nhiều hơn. Đặc biệt là trong cái mảng huấn luyện doanh nghiệp thì người huấn luyện doanh nghiệp họ thiên nhiều hơn về cái việc là thay đổi hành vi, thay đổi thói quen, thay đổi tư duy của người chủ doanh nghiệp. Cho nên cái đó tất cả mọi thứ nó đều thuộc về kinh nghiệm sống hết. Và những thứ đó thì nó cứ bồi đắp dần. Cho nên mình nghĩ rằng là ngay nếu như một lúc nào đó mình không thực sự còn làm cái công việc này nữa thì sẽ có rất nhiều thứ có thể đóng góp được cho xã hội. Và một trong những cái đó là chính là những cái kiến thức, những kỹ năng, những kinh nghiệm nó có thể biến thành những cái sản phẩm khác nữa. Ví dụ như những cái chương trình huấn luyện và đào tạo đôi khi chỉ là chia sẻ trong một cái nhóm nhỏ thôi, 5 người, 10 người, 20 người, hoặc là thành những cái sản phẩm online, hoặc là những cuốn sách chẳng hạn. Thì mình nghĩ rằng với những cái trải nghiệm, giả sử mình bắt đầu với nghề huấn luyện là năm đó 2015 thì đâu đó mình khoảng 30-35 tuổi, và nếu như mà khoảng độ 20 năm nữa không làm cái nghề này nữa chẳng hạn, thì có thể lúc đó khoảng độ 60-60 đó, thì toàn bộ một cái hành trình khoảng 20-30 năm làm việc với vai trò một người huấn luyện doanh nghiệp thì sẽ có rất nhiều cái bài học, sẽ có rất nhiều câu chuyện, sẽ có rất nhiều những cái điều thú vị mà có thể kể lại cho rất nhiều người. Thực ra kể lại không phải là để nói tôi đã trải qua cái gì, không phải là để cho mọi người thấy tôi như này, như tôi giỏi hay tôi không giỏi. Chuyện đó không phải là vấn đề, mà kể lại để cho mọi người thấy rằng là những cái bài học của người này, nó có thể, những cái trải nghiệm của người này nó có thể sẽ trở thành một cái bài học gì đó của những người khác. Và sẽ có rất nhiều người hơn, họ đỡ thất bại hơn, họ thậm chí là thất bại nhanh hơn chẳng hạn, và họ học được những cái kiến thức, những cái trải nghiệm đó, học được những cái kinh nghiệm đó để họ vận dụng vào cái công việc, vào cuộc sống của họ, để họ sống hạnh phúc hơn và thành công hơn. Thì mình nghĩ rằng là với nghề huấn luyện doanh nghiệp thì bất kể là mình có làm hay không làm, có làm một cách trực tiếp hay không, thì mình đều có thể đóng góp được cho xã hội bằng cách này hay cách khác, kiểu gì cũng sẽ có cách. Hình như lần này nghe Phương Anh hỏi giống như là bắt đầu số cuối rồi đúng không? Cho nên là giống như là mình sẽ tổng hợp lại một số những cái số trước mà các vị khán giả đã từng xem á, thì mình có nói về rất nhiều các cái phương thức mà mình có thể đóng góp cho xã hội. Mỗi một nghề nó sẽ có một cái đóng góp cho xã hội khác nhau. Như mình bắt đầu khởi nghiệp từ ngành làm về dịch vụ. Thế thì ngay cả cái việc khi bắt đầu mình xây dựng doanh nghiệp á, cái việc đóng góp cho xã hội là thứ nhất là công ăn việc làm. Thứ hai nữa là mình góp phần cho giảm cái sự đắt đỏ về cái dịch vụ lúc đó vào năm 2005-2006. Rồi sau đó thì mình tạo ra những cái sản phẩm nó càng ngày nó càng tốt hơn. Nó giúp cho những người mà họ nuôi trồng thủy hải sản đi, họ có thể quan sát, họ kiểm soát được cái nguồn nước, cũng là một cái cách đóng góp cho xã hội. Mà cụ thể hơn, từ khi mình làm Action Code thì cái gì cũng phải đong đo bằng tiền hết. Thì ít nhất là các cái khoản thuế, ngày đó mình làm thuế VAT, thuế thu nhập thì cũng là cái khoản đóng góp cho xã hội. Thế thì bây giờ làm công việc nhà huấn luyện, đương nhiên là cái doanh nghiệp của mình nó vẫn đang chạy, nó vẫn đóng góp như vậy. Số trước á, mình có chia sẻ đó là doanh thu của nhiều doanh nghiệp nó cao hơn, tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn, giúp cho người ta vì là phải cạnh tranh cho nên là phải tìm mọi cách để kéo giá thành của sản phẩm xuống. Nó cũng giúp cho người dân có được cái sản phẩm dịch vụ nó tốt hơn. Ví dụ như là các cái khách hàng mà mình đang huấn luyện cho họ như vậy á, luôn luôn là họ phải tăng được doanh thu, tăng được lợi nhuận, thì nhân viên của họ cũng được những cái phần chia sẻ từ lợi nhuận như vậy. Doanh thu của họ cao hơn thì VAT cũng đóng góp cho nhà nước là cao hơn đúng không? Thu nhập cũng cao hơn, đóng thuế cho nhà nước cũng cao hơn, và số lượng người lao động cũng cao hơn. Và đặc biệt là cái niềm tin của những người làm ở cộng đồng doanh nghiệp á, họ tin vào cái sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và những người làm kinh doanh ở Việt Nam cũng như là thế giới nói chung. Tất cả những cái mà mình chia sẻ như vậy á, đó là những cái gọi là liên quan tới vật chất. Còn ngoài ra còn kiến thức nữa. Thực ra như anh Leo nói rất là tuyệt vời là có những người á, họ chọn một cái nghề, chọn một cái doanh nghiệp ngay từ đầu á, đã là không thể bao giờ đạt được cái kỳ vọng, cái mục tiêu cho họ. Cái việc mà khiến cho họ định hình lại, tìm lại một cách làm mới bằng cái việc mà anh Leo nói là thất bại nhanh hơn á, cũng là một trong những cái cách
mà chúng tôi định hình ra cho các chủ doanh nghiệp khi bắt đầu start up. Có những người họ không có được cái điểm mạnh, nó không có đủ nguồn lực mà họ lại bắt tay vào một cái nghề, thì điều đó có nghĩa là họ chọn đã không đúng nghề, không đúng cái ngành để kinh doanh. Hoặc là một số những người họ đang làm nghề rồi đó, họ đang có cái công việc kinh doanh mà họ làm chủ, nhưng như chúng tôi nói là họ vẫn là những người làm thuê doanh nghiệp của họ. Thế thì nếu như chỉ như vậy mà họ chỉ có làm một cái việc tốt nhất ở trong một phạm vi hẹp, trong một cái quy mô nhỏ, thì điều đó cũng có nghĩa là họ chưa nhân rộng được những cái tốt hơn nữa cho xã hội. Việc mà chúng tôi giúp cho họ nhân rộng ra, nhân bản ra, tạo thành nhiều cái công ty, tạo thành nhiều những cái cơ sở như vậy, giống như chuỗi vậy đó, đấy cũng là một trong những cái đóng góp cho xã hội. Ngoài ra những cuốn sách chúng tôi viết, những cái bài báo, những cái thông điệp chúng tôi chia sẻ, và chúng tôi thật sự vui khi có một ai đó đọc và nói là à, em có thể áp dụng được kiến thức này, em có thể áp dụng, nhìn thấy nó đơn giản nhưng mà nó có thể giúp cho em được việc này việc kia. Tôi nghĩ đấy, tất cả những cái đó đều là đóng góp cho xã hội hết. Vậy thì theo quan điểm của hai anh về công việc đóng góp cho xã hội sau khi mà chúng ta về hưu á, giữa nhà huấn luyện doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp thì có cái điều gì khác biệt không ạ? Sau khi về hưu à? Mình nói mình không về hưu đúng không? Ok, cứ giả sử như chúng ta sẽ không làm việc hiện tại đi ha. Thì cũng có thể sẽ có một vài cái sự khác biệt. Ví dụ như đối với những người huấn luyện thì họ có thể mang tất cả những cái trải nghiệm của họ, những cái kiến thức, kinh nghiệm của họ, họ vẫn làm như trước đây thôi và có thể biến thành những sách, biến thành những cái chia sẻ này kia. Nhưng đối với một người chủ doanh nghiệp thì mình nghĩ rằng là cái kinh nghiệm của họ trong ngành, cái trải nghiệm của họ, nó là cái thứ khá là giá trị. Họ có thể mang tất cả những cái thứ đó để họ chia sẻ lại với những cái thế hệ kế tiếp. Ví dụ như là họ đã thành công ở một ngành nào đó thì họ có thể mang chính cái kinh nghiệm đó của họ để họ có thể hướng dẫn cho người khác, cho những cái thế hệ kế tiếp một cái góc nhìn thôi. Đó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Và đối với một người huấn luyện doanh nghiệp thì mình nghĩ rằng là cái việc đóng góp thì trước hay sau thì nó vẫn sẽ là như vậy thôi. Nhưng mà ở cá nhân mình ha, cá nhân mình thì hiện tại mình nghĩ rằng nếu một ngày nào đó khi mình không còn làm với vai trò một người huấn luyện doanh nghiệp nữa, thì một trong những điều mà mình muốn chia sẻ nhất, mình muốn làm nhất, đó là có thể đó là một cái sự chia sẻ lại với những thế hệ kế tiếp rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái việc gì đó ở đẳng cấp thế giới. Lý do mà mình muốn cái điều này là tại vì hầu hết các công ty Việt Nam hiện tại, khi mọi người bắt đầu kinh doanh thì họ chỉ nghĩ đến một cái góc nhìn trong nước thôi. Họ chỉ nghĩ là okay, làm sao để tôi thắng cái thị trường trong nước, làm sao để tôi thắng những đối thủ cạnh tranh trong nước thôi. Có những người họ muốn vươn tầm thế giới nhưng số đó thực sự không có nhiều, thực sự là không nhiều. Mà phần lớn không phải là vì họ không muốn, mà phần lớn vì họ nghĩ rằng họ không làm được. Thì mình nghĩ rằng đó là một cái niềm tin nó rất là sai lầm. Và ngay cả khi bọn mình mới bắt đầu cái nghề huấn luyện doanh nghiệp thì cũng nhiều người cũng nghĩ rằng là ở Việt Nam thì làm sao có thể sánh ngang được với những nước khác. Thì nhưng ít nhất cho đến bây giờ thì CBD, cá nhân tụi mình và CBD đã chứng tỏ cho mọi người thấy một điều rằng là nếu chúng ta biết cách chơi, chúng ta tuân thủ luật chơi thì chúng ta vẫn có thể chơi sòng phẳng với bất kỳ một cái thương hiệu nào, một cái nước nào trên thế giới. Thì thực sự mình muốn truyền cái thông điệp đó cho rất nhiều thế hệ sau nữa. Hiện nay thì những khách hàng của tụi mình họ cũng bắt đầu có thể thấm được cái tư tưởng này và họ cũng đã làm rồi, nhưng cái số lượng mình tác động đến thì nó không thực sự nhiều. Mỗi một năm thì đâu đó cũng chỉ khoảng 20, 30, 40, 50 công ty thôi, nó không có quá nhiều. Trong khi cả cái nước này ít nhất bây giờ chúng ta có khoảng 500.000 doanh nghiệp, thậm chí mai mốt là 700.000 đến 1 triệu doanh nghiệp. Còn số đó lớn hơn rất nhiều. Thì một trong những điều mà mình vô cùng muốn đó là hãy cho mọi người một cái niềm tin rằng chúng ta có thể chơi ở cái đẳng cấp cao nhất. Chúng ta có thể đóng góp ngược lại cho thế giới, chứ không phải chúng ta chỉ đi sử dụng những thứ mà của thế giới mang về Việt Nam. Đó là điều mình luôn luôn đau đớn từ trước đến giờ. Thực ra câu hỏi của anh mà nếu mà hỏi mình chắc cách đây khoảng 10 năm chắc không trả lời được đâu. Bởi vì lúc đó mình sẽ nói cái quan điểm của mình á, đóng góp cho xã hội sau khi về hưu ở ba góc độ ha. Thứ nhất là góc độ của một người làm chủ doanh nghiệp. Thứ hai là góc độ của cá nhân mình. Và một cái góc độ thứ ba là mình nhìn cái việc đó khi mà mình trở thành nhà huấn luyện doanh nghiệp. Thế thì đối với những người chủ, những người khách hàng của mình, những người doanh nghiệp mà làm thành công như mình biết á, thì hầu như họ không có cái chuyện là nghỉ hưu và ngồi không đâu. Hầu hết họ trở thành những nhà đầu tư, họ cũng trở thành những cái ông chủ để định hình cho doanh nghiệp của họ phát triển tốt nhất. Cũng có một số người thì bán luôn doanh nghiệp của mình và họ dùng cái bí quyết đó họ có thể mở cái doanh nghiệp tiếp theo. Đó là những cái gì mà sau khi cái bộ máy mà họ hình thành ra từ đầu á, nó phát triển tốt. Hầu hết những người chủ doanh nghiệp Việt Nam theo mình biết là những người có tâm, và họ rất nhiều người mình biết là đang vận hành doanh nghiệp theo kiểu đó. Họ trở thành những nhà đầu tư và họ chuyển cái doanh nghiệp của họ lại cho thế hệ sau. Chỉ có một cái điều á, là khi chuyển giữa hai thế hệ
thì nó có một cái xung đột về thế hệ đi trước, thế hệ đi sau, về sản phẩm của người đi trước, người sản phẩm của người đi sau, về cách đối xử của những người, người bố mẹ đi trước với lại thế hệ con cái. Thế cho nên là nó tạo ra một cái sự xung đột. Nhưng tóm lại là những người đó họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc là về hưu 100%, không làm gì và không đóng góp cho xã hội. Còn đối với quan điểm của mình á, cách đây khoảng mười mấy năm á, nếu như trả lời câu hỏi này mà chứ, ủa tới lúc mình về hưu 60 tuổi đi thì mình đi lãnh lương hưu nè, mình đi chơi thể thao nè, cùng lắm lúc đó giống như bố mẹ mình thôi, trông con trông con cho mấy đứa nhỏ, đúng không nào? Hoặc là có thể là tốt hơn là đi ra nước ngoài, thỉnh thoảng là sống với bọn nó, miễn không làm phiền gì tới những người khác, có lúc nào có cách đóng góp cho xã hội. Nhưng mà bây giờ thì với công việc nó phát triển lên, với cái góc nhìn nó rộng hơn, đặc biệt là thì khi mà bắt đầu tiếp cận với Action Corp vào những năm cuối năm 2016, năm 2017 đó, và cho tới bây giờ thì trở thành nhà huấn luyện chuyên nghiệp 100%, thì mình thấy là như những số trước mình cũng nói là cái công việc này sẽ giúp cho mình làm việc tới khi mà không nói được nữa thì thôi, đúng không ạ? Nhưng đương nhiên những lúc như vậy thì sẽ làm việc ít đi, dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, và tất cả những cái mà khách hàng đến với mình họ làm tốt hơn vẫn là cái cách mà chúng mình đóng góp cho xã hội. Đặc biệt nữa là những cái kiến thức tổng hợp của thế giới. Tại sao bọn mình lại nói như vậy? Là bởi vì có rất nhiều những học giả, những tiến sĩ, những giáo sư, họ luôn luôn cập nhật được những cái mới. Và bây giờ như những business coach như tụi mình á, có một cái may mắn là làm việc trong hệ thống toàn cầu. Hàng năm là phải học, hàng tuần là phải học, liên tục và luôn luôn là cập nhật cái kiến thức ở trên dashboard, còn nếu không thì sẽ bị đào thải ra khỏi hệ thống. Và đấy chính là một cái, những cái sức ép bắt buộc bọn mình phải tiếp cận với lại các cái công nghệ, kiến thức và các cái tư duy của thế giới. Thì với những cái điều đó thì mình càng tin chắc rằng những cái việc mà sau khi mà nếu như chúng mình có thời gian mà chọn một cái thời điểm nào đó để nghỉ hưu thì vẫn còn đóng góp được bằng kiến thức, bằng thu nhập của khách hàng của mình đóng góp cho xã hội. Và bản thân mình cũng như mình nói là mình làm những cái điều mà mình cảm thấy nó có ích cho xã hội, đem tới cho cộng đồng, là mình cảm thấy đó là một trong những cái mình đóng góp. Và câu hỏi cuối cùng mà Phương Anh muốn dành cho Leo và anh Thomas đó chính là anh có điều gì nhắn gửi đối với các chủ doanh nghiệp mà có mong muốn trở thành các nhà huấn luyện doanh nghiệp hay không ạ? Wow, này khó à? Này để anh nói trước nha. Thực ra thì mình thì cũng không biết là bao nhiêu anh chị chủ doanh nghiệp muốn trở thành nhà huấn luyện. Nó không phải muốn trở thành nói hôm trước, hôm sau hoặc năm trước, năm sau là có thể trở thành liền được đâu các anh chị ạ. Thứ nhất nó cũng phải có được cái nội lực, các cái nguồn lực của chính bản thân các anh chị. Cái thứ hai nữa là mình thật sự có đam mê với cái nghề huấn luyện doanh nghiệp hay không. Cái thứ ba nữa là mình có sẵn sàng, mình chuẩn bị để mình biến cái doanh nghiệp của mình nó trở thành một cái hệ thống, dành rất ít thời gian cho nó, mình sắp xếp nó được. Tại vì những doanh nghiệp của các anh chị hiện nay, các anh chị đã xây dựng 5 năm, 10 năm, thậm chí có những người 20 năm, và nó giúp các anh chị trở thành những người có vị trí trong xã hội. Thế thì chỉ có một cái việc đó là chúng ta phải quyết tâm biến cái doanh nghiệp của các anh chị đầu tiên thành một cái cỗ máy cái đã, để nó tự vận hành, thuê người khác điều hành nó cùng với các cổ đông cũng được, để duy trì cái nguồn lực, duy trì cái đứa con tinh thần cho các anh chị. Nếu như thật sự đam mê, nếu như thật sự là có tâm huyết với cộng đồng, với doanh nghiệp, thật sự muốn giúp cho các doanh nghiệp khác phát triển giống như các anh chị, hoặc muốn giúp cho cộng đồng doanh nghiệp trở thành con rồng của châu Á, hoặc là xa hơn là đạt được cái mục tiêu là vài triệu các chủ doanh nghiệp mà làm đúng với vai trò là người chủ doanh nghiệp chứ không phải là làm thuê cho doanh nghiệp của mình thì các anh chị hãy đừng ngần ngại, hãy dành thời gian sắp xếp doanh nghiệp đầu tiên. Sau đó có thể là chọn một firm nào đó, có thể là CBD firm nếu các anh chị thấy phù hợp, và hãy cùng đồng hành, hãy cùng thực tập, hãy cùng luyện bản thân mình để trở thành những cái người mà được hệ thống người ta đánh giá là phù hợp, được những người trong hệ thống Action Code họ tin tưởng. Và đặc biệt là các anh chị phải thấy được là có thể giúp ích được cho xã hội, giúp ích được cho cộng đồng doanh nghiệp, và đặc biệt nữa là thỏa cái ước mơ của các anh chị là thay vì giúp cho một doanh nghiệp của mình thì giúp được cho vài chục doanh nghiệp. Các anh chị hãy thử. Chứ còn bây giờ họ khuyên như thế nào thì thật sự là không dám có một cái lời khuyên nào cho bất cứ ai cả. Đấy là duyên. Đối với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là cái yếu tố đầu tiên đó là sự phù hợp. Chúng ta chọn một cái nghề nào đó để phát triển thì cái sự phù hợp của chúng ta với nghề đó rất là quan trọng. Và đến đối với cái nghề business coach, nghề huấn luyện doanh nghiệp thì
cái sự phù hợp nó đến từ việc là chúng ta có sẵn sàng cho đi hay không, chúng ta có sẵn sàng dành thời gian để ngồi chia sẻ với người khác một cái điều gì đó hay không, chúng ta có sẵn sàng để liên tục cập nhật những cái kiến thức mới hay không, rồi chúng ta có đủ kiên nhẫn để chúng ta ngồi nghe người khác họ chia sẻ vấn đề của họ, để đặt những cái câu hỏi để giúp họ thay đổi cái góc nhìn. Thì những cái điều đó, nếu chúng ta có được những cái, chúng ta thoải mái với những cái điều như vậy, chúng ta có cái sự kiên trì như vậy, và chúng ta chấp nhận làm những cái việc mà có thể mình không thực sự thoải mái nhưng mà mình vẫn làm. Tại vì có rất nhiều việc, đối với một người business coach thì có rất nhiều việc chúng ta thực sự không có thoải mái đâu, nhưng chúng ta vẫn phải làm. Ví dụ chúng ta vẫn có những người họ không thoải mái với việc marketing, họ vẫn phải làm thôi. Có những người không thoải mái việc bán hàng vẫn phải làm. Có những người không thoải mái việc là cứ mỗi ngày phải làm chi tiết từng cái nhỏ nhỏ cho khách hàng của mình vẫn phải làm. Vậy thì nếu chúng ta cảm thấy ok với tất cả những điều đó thì các chị có thể thử. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái sự cho đi. Nếu chúng ta sẵn sàng cho đi một cái giúp cho xã hội tốt hơn, giúp cho các chủ doanh nghiệp khác ok hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn, chúng ta thoải mái và chúng ta hạnh phúc khi chúng ta nhìn thấy người khác hạnh phúc, thì đó sẽ là một cái nghề phù hợp với các chị. Và cứ thử thôi ạ. Và với câu kết là cứ thử thôi thì Phương Anh hy vọng rằng là trong tương lai sẽ có thêm nhiều nhà huấn luyện doanh nghiệp hơn nữa. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh Leo và anh Thomas đã dành thời gian quý báu của mình đến chia sẻ những thông tin rất là bổ ích cho chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, trong suốt số phát sóng của kỳ 1 với chủ đề là sự khác biệt giữa chủ doanh nghiệp và nhà huấn luyện doanh nghiệp, thì chúng ta đã biết đến rất là nhiều những nội dung như là lợi nhuận này, rồi việc đầu tư này, hay cả là làm sao để chúng ta có thể phát triển ra tầm quốc tế, với rất nhiều những nội dung như vậy. Thì đến bây giờ thì số phát sóng kỳ 1 cũng đã khép lại rồi. Phương Anh hy vọng rằng là sẽ gặp quý vị khán giả vào những số phát sóng tiếp theo của Talk Show Nhà huấn luyện doanh nghiệp.